Một loại nữa rất thông dụng, loại 5. Loại 5 tức là chúng ta thực hiện phép đổi biến trong trường hợp hàm dưới dấu tích phân có chứa các biểu thức dạng 1 cộng x bình phương, tức là có chứa 1 cộng x bình phương mũ k, k đây có thể là số nguyên mà cũng có thể là phân số. Đối với những loại bài này thì chúng ta đổi biến bằng phép đặt x bằng tan t. Ta xem ví dụ sau đây. Hãy tính tích phân y bằng trừ căn 3 tới 1 dx trên căn của 1 cộng x bình phương mũ 3. Thế thì khi đặt x bằng tan t, tất nhiên đổi tận x bằng trừ căn 3, tan bằng trừ căn 3 thì t bằng trừ pi trên 3, x bằng 1, tan bằng 1, t bằng pi trên 4, và y đây là bằng tích phân từ trừ pi trên 3 đến pi trên 4 dx, tức là dt chia cho cốt bình phương. Còn 1 cộng x bình thì bằng 1 trên cốt bình, 1 trên cốt bình mũ 3 thì bằng 1 trên cốt 6. Các bạn nhớ lại lập luận, vì trong khoảng này như ta đã biết cốt dương, vậy khi rút ra ngoài thì cốt 6 trở thành cốt 3. Để đơn giản đi thì cái này y chỉ còn bằng trừ pi trên 3, pi trên 4, dt. Cái này cốt bình với cốt 3 đơn giản và đảo ngược, cái này thành cốt tdt. Và chúng ta thừa biết tích phân này là nguyên hàm cơ bản ct trừ pi trên 3, pi trên 4. Sin pi trên 4 là căn 2 trên 2, trừ mới trừ thành cộng, cộng căn 3 trên 2. Đáp số là căn 2 cộng căn 3 trên 2.